Đoạn clip ghi lại được cho là một phi công quay lén ở nhà vệ sinh nữ bị bắt quả tang. Mạng xã hội tại Trung Quốc cùng lan truyền video vụ việc những ngày qua. Phần lớn rất tức giận và muốn đòi lại công bằng cho các tiếp viên. Hãng hàng không Siam Airlines xác nhận có nhân viên bị bắt quả tang quay lén ngày 19 tháng 5. Hiện người này đã bị sa thải và đang bị tạm giữ để điều tra vụ việc.